Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Phép thuật quiz harmonies. Tôi đang thắc mắc đây là kiếm của siêu nhân gao hay siêu nhân thần kiếm. Đầu luôn. Mình là FoxBoy mà. Đấy là phong cách. Đấy mới là chất chơi người chơi. Thằng ảo thật đấy. Mấy thằng kia mày cười cái gì? Mày cười cái gì mấy thằng kia? Mấy thằng ngồi cuối hàng mày cười cái gì? Thank you.